Mẹo vặt tác dụng lớn không học sẽ hối hận một tai nghe dùng lâu rồi có thể dùng kem đánh răng lau thế này lại như mới hai có một khoảng trống lớn trên sàn hãy cố định nó bằng băng dính và có thể dễ dàng giải quyết bằng cách kéo mạnh nó ba cửa tủ lạnh không đóng chặt được ảnh hưởng hiệu quả làm lạnh hãy tháo phần niêm phong và cho vào nước nóng để ngâm và sau đó cửa có thể đóng khít rồi bốn thất dùng lâu rồi nhiều vi khuẩn nấm dùng sâu đơ lau thêm giấm rửa sạch làm sạch thất định kỳ an tâm hơn năm vết xước trắng trên ghế ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài đổ giấm trắng và dầu ăn lên khăn, lau nhẹ, vết xước sẽ biến mất. Nhiều người không biết những mẹo thiết thực này. Một, có quá nhiều thực phẩm để không vừa trong tủ lạnh, cắt mở chiếc bình vô dụng có thể dễ dàng để thế này. Hai, mở chai cola và không thể uống hết một lần, vì vậy hãy bóp nó và vặn nắp, lần sau uống vào vẫn còn nhiều bọt. Ba, đổ nước cốt vào bình tốn nhiều công sức, dùng đũa làm thế này rồi mới đổ vào. Bốn, cơm hơi nát, đặt lát bánh mì vào, nước nhanh chóng được hút, lưu lại ngay khi chưa học được. Bậc thầy làm vườn sẽ không cho bạn biết mẹo trồng cây, đổ quá nhiều nước khi tưới hoa cho băng vệ sinh của mẹ vào chậu hoa để hút bớt nước thừa hai khoét một lỗ nhỏ trên miệng chai coca cola rồi nhét tăm bông vào dùng băng dính quấn một que tre và cắm vào chậu hoa vì vậy bạn không lo cây bị thiếu nước khi đi du lịch nữa ba ngâm vỏ chuối vào nước cho nước ngâm vào bình tưới xịt vài lần vào chỗ cây héo cây sẽ trở nên xung xuê hãy nhanh tay lưu lại những điều bạn chưa học được sống hơn 30 năm mới biết một lật ngược nghĩa khi ăn bánh để bánh cắt được gọn gàng và đẹp mắt hai Sắp xếp những chiếc đũa như thế này, sử dụng nó để làm bánh gnocchi và xem nó có rất ngon miệng không này. 3. Đặt một dụng cụ vắt túi lên giữ tê và dùng nó để mài tỏi. Tỏi làm như này thật nhuyễn. 4. Dùng thìa nhúng bột vào dầu rồi rán vàng. Làm như thế này vừa vui vừa ngon. 5. Mỡ trong súp nhiều quá, cho vài viên đá lạnh vào thìa, một lúc sau súp sẽ được hớt hết dầu ra ngoài. Chưa học được thì lưu lại đi. Bà gì làm vệ sinh sẽ không nói cho bạn biết. Năm mẹo dọn nhà. 1. Thêm muối nở vào bia, không để lại vết dầu. 2 chất làm mềm cộng với nước, đồ đạc sẽ không bám bụi trong một tuần. 3. Thêm kem đánh răng vào rẻ lau nhà, sàn nhà sẽ sáng như soi bóng đèn. 4. Thêm lòng trắng trứng vào nước giấm trắng, inox cũng phát sáng. 5. 7. Úp thêm dầu gội, gương cũng sáng bóng luôn. Chưa học được nhanh chóng lưu lại nhé. Trong nhà mà có bọ lười nhớ lưu lại nhé. Nếu không sẽ không tìm thấy nữa. Thêm một ít mật ong vào sữa còn sót lại từ bữa sáng. Sau đó đổ vào túi thật nhanh. Tiếp tục chuẩn bị sẵn đá viên và muối ở túi bên kia. Cho sữa vào và lắc mạnh. Đứa trẻ nhà hàng xóm thấy kem này sẽ thèm cho xem. Sống 30 năm nay mới biết, hóa ra tủ lạnh làm sạch như thế này mới sạch nhất. Nhớ lưu lại, nếu không sẽ không tìm thấy nữa. Trộn rượu trắng và giấm trắng để lau tủ lạnh, hiệu quả khử độc rất rõ rệt. Sâu đơ cộng kem đánh răng và giấm trắng nhúng vào dung dịch, lau vết bẩn trên thanh tủ lạnh, rất dễ dàng để loại bỏ. Trà, giấm trắng và nước có thể dễ dàng loại bỏ mùi đặc biệt của tủ lạnh. Mẹo sửa chữa tôi mới biết sau khi sống 200 năm. 1 một lỗ trên thảm bị thủng một lỗ, dùng keo dán vào lỗ, sau đó dùng dao cạo để cạo một ít lông, lỗ trên thảm sẽ được sửa lại. Hai, nếu giày da bị mòn, hãy quét một ít sơn trắng lên và đánh bóng mịn bằng giấy nhám, sau khi quét một ít sơn, đôi giày sẽ được phục hồi như mới. Mẹo trinh thám này, cô nan xem xong còn muốn học. Một, muốn biết bạn trai làm gì vào buổi tối hãy cắt quả bóng bay đặt lên cốc, dán vào tường, bạn có thể nghe rõ. Hai, mài đầu trì, dùng cọ quét lên thành cốc rồi dùng lớp keo trong suốt để lấy dấu vân tay. Ba, vắt vài giọt nước cốt chanh vào nước, dùng bút lông nhúng vào đó và viết những dòng chữ bí mật lên giấy. Sau khi khô, dùng bàn là ủi là có thể thấy được. 4. Dùng bút đỏ để viết nguệch ngoạc trên các từ gốc. Nhìn càng khó ra càng tốt. Chỉ cần che giấy trong suốt màu đỏ và bạn có thể nhìn thấy lại các từ gốc. Bạn đã học được chưa?